Xin chào quý vị và các bạn. Cuối tuần này, hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã tổ chức ăn mừng lễ Eid al-Adha, hay còn gọi là ngày hiến sinh, một lễ hội quan trọng theo lịch của người Hồi giáo. Lễ Eid al-Adha thường diễn ra sau lễ Hajj, cuộc hành hương thường niên về Mecca ở Ả Rập Xê Út, và khoảng 70 ngày sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Đây là dịp để mọi người đoàn tụ gia đình, thăm viếng bạn bè và cầu nguyện. Tuy nhiên, tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia, đặc biệt là mối đe dọa từ tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, đã khiến nhiều tín đồ Hồi giáo không được hưởng trọn vẹn lễ hội quan trọng này. Eid al-Adha là dịp để người Hồi giáo trên khắp thế giới tưởng niệm việc nhà tiên tri Abraham sẵn sàng hiến tế con trai của mình cho Thánh Allah. Tuy nhiên, Thánh Allah đã từ chối và trao lại cho nhà tiên tri một con cừu thể mạng. Do đó, trong ngày này, các tín đồ sẽ cầu nguyện và làm thịt cừu, dê, bò hoặc lạc đà để tưởng nhớ nhà tiên tri. Đây cũng là dịp để người theo đạo Hồi cầu nguyện, viếng thăm bạn bè, gia đình, tặng quà cho trẻ em. Chính vì vậy, bất chấp những vụ tai nạn đáng tiếc đã từng xảy ra trước đó, tại Bangladesh, mọi chuyến tàu và phà đều trong tình trạng kín chỗ hoặc quá tải. Nỗi mong ngóng được trở về quê nhà đã khiến cho nhiều người dân ở đây bất chấp cả tính mạng. Tôi đang cố gắng về nhà để đón lễ Eid al-Adha cùng ông bà, bố mẹ và họ hàng. Nhưng tàu đã chật kín, nhiều người phải trèo lên nóc tàu ngồi. Tôi không biết tôi sẽ tìm chỗ ngồi thế nào, nhưng tôi sẽ cố. Ước tính có tới 90% trong số 160 triệu người Bangladesh là người Hồi giáo. Do đó, không chỉ riêng năm nay, mà hàng năm cứ vào dịp này, các con tàu hỏa ở Bangladesh lại chật kín người, mong được trở về nhà đoàn tụ với gia đình trong dịp lễ. Với tên gọi là lễ hiến sinh, nên trong những ngày qua, các chợ gia súc ở Bangladesh cũng sôi động không kém. Bò là loại động vật chủ yếu được bày bán tại khu chợ này. Hàng năm sẽ có 10 triệu con bò và dê sẽ bị hiến tế trong dịp này. Trong khi đó, tại Philippines, khoảng 2.000 người Hồi giáo đã tập trung về công viên Rizal ở trung tâm thủ đô Manila để mừng lễ và cầu nguyện. Sau đó, nhiều gia đình còn tổ chức các cuộc vui chơi ngoài trời và cùng thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như bánh gạo và mì xào. Đây là một trong những dịp quan trọng của người Hồi giáo trên thế giới. Chúng tôi cầu mong bạo lực và các cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ chấm dứt, hòa bình sẽ đến với mọi người. Trên thực tế, hòa bình cũng là điều mong mỏi của người Hồi giáo ở Philippines, nơi mà tình hình bất ổn tại miền Nam nước này kéo dài hơn 40 năm qua. Còn tại Indonesia, Nga và Australia, hàng triệu người Hồi giáo cũng đã tưng bừng tham gia lễ hội và nhiều người đã đổ về thánh đường lớn cầu nguyện bình yên và hạnh phúc. Nếu như nhiều người Hồi giáo trên thế giới đang vui vẻ đón lễ hội Eid al-Adha, thì tại Trung Đông, hàng triệu người đang sống trong thấp thỏm lo âu. Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh của khủng hoảng chính trị ở nhiều quốc gia trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu được xoa dịu. Thêm vào đó là sự hoành hành của tổ chức cực đoan IS gieo rắc nỗi sợ hãi tới những tín đồ Hồi giáo chân chính. Bầu không khí căng thẳng và bạo lực đã bao phủ suốt kỳ lễ hội năm nay. Thủ đô Baghdad của Iraq, một thành phố đang chìm trong đầy rẫy bất ổn. Những đợt tấn công bằng bom xe vẫn diễn ra hàng ngày, trong khi nhóm khủng bố tổ chức Hồi giáo IS vẫn đang trở thành mối lo ngại lớn nhất của đất nước. Cuộc sống ở thủ đô vẫn tiếp diễn. Nhiều cửa hàng vẫn mở cửa để phục vụ người dân trong dịp đại lễ này. Song nỗi lo ngại về an ninh vẫn phủ bóng đen trong dịp lễ hội năm nay. Tình hình năm nay bất ổn hơn năm ngoái. Hầu hết mọi người đều ở trong nhà vì lo sợ bạo lực xảy ra. Mọi người thường đi đến một khu vực xa để mua đồ vì họ sợ các vụ đánh bom nhằm vào các khu chợ lớn. Trong khi đó, tại Afghanistan, những lo ngại về bất ổn cũng khiến Tổng thống mới của nước này kêu gọi hòa bình trong dịp lễ trọng đại. Tại nhà thờ Hồi giáo gần dinh Tổng thống, tân Tổng thống Afghanistan đã cùng tham gia cầu nguyện với nhiều người. Tôi gửi lời kêu gọi này tới tất cả các đảng phái chính trị rằng chiến tranh không phải là một giải pháp thích hợp cho mọi vấn đề, nhất là ở Afghanistan. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị chưa tìm được lối thoát và kinh tế khó khăn chồng chất, gạt đi những lo âu về bất ổn, những người Hồi giáo ở Afghanistan vẫn vui vẻ hòa mình vào lễ hội đặc biệt này, đồng thời hy vọng cuộc sống của họ sẽ tươi sáng hơn. Còn tại Thánh địa Mecca, thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo ở Ả Rập Xê Út, hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đã chính thức bắt đầu đổ về đây để tham gia một trong những hoạt động hành hương lớn nhất thế giới.
nhiều người hành hương đã kịp trèo lên đỉnh núi Arafat, khu vực được xem là nơi nhà tiên tri Mohammed có bài thuyết giảng cuối cùng trước khi chết để cầu nguyện. Tôi xin Thánh Allah hãy làm cho tình hình tại thế giới đất nước Ả Rập yên ổn trở lại, mang lại cuộc sống yên bình cho đạo Hồi và người Hồi giáo. Tôi mong là Syria sẽ an toàn và ổn định hơn. Lời cầu nguyện của một tín đồ ở Thánh Điện Mecca cũng là mong ước của 1.600 người quốc của Syria phải đón lễ hội trong các lều tị nạn ở huyện Suruk, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Khi nhiều người Hồi giáo trên thế giới đang vui vẻ đón chào lễ hội Eid al-Adha bên những bữa tiệc linh đình, thì nỗi nhớ nhà và cuộc sống nơi tha hương đã khiến những người quốc của Syria không còn hứng thú tổ chức lễ hội. Cháu muốn trở về Kobani, cháu muốn trở về nhà, cháu rất nhớ quê nhà. Nỗi khao khát của những đứa trẻ cũng là nỗi niềm của người lớn. Tất cả họ đều chỉ có được ước nguyện là quê nhà yên bình để họ được trở về. Chúng tôi chẳng muốn gì cả. Chúng tôi chỉ muốn được trở về nhà, cầu mong mọi thứ sẽ sớm trở lại như trước. Trong hai tuần qua, hơn 150.000 người tị nạn Syria đã chạy sang đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn bởi nhóm tổ chức Hồi giáo đã tấn công nhiều làng mạc và cướp bóc nhiều khu vực. Vì vậy, mối lo ngại về an ninh, đặc biệt từ nhóm tổ chức Hồi giáo IS, đã bao trùm trong suốt lễ hội Eid al-Adha của người Syria. Tuy Eid al-Adha là lễ hội của người Hồi giáo, nhưng ước nguyện được sống trong một thế giới hòa bình của họ cũng là mong ước của toàn thể nhân loại. Và chắc chắn một điều rằng, chỉ khi nào thế giới không còn bóng ma chiến tranh, xung đột, thì khi ấy, tất cả mọi người mới hưởng trọn niềm vui của các lễ hội văn hóa. Rời Trung Đông, điểm đến tiếp theo của chúng ta là Triều Tiên, một quốc gia tới nay vẫn còn nhiều bí ẩn đối với thế giới. Một trong những bí ẩn đó là nhà lãnh đạo cao nhất của họ, kể từ khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên thừa nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un có vấn đề về sức khỏe hôm 26 tháng 9, thì sự vắng mặt của ông Kim thời gian qua đang khiến dư luận thế giới đặt ra nhiều dấu hỏi. Rất nhiều tin đồn và phỏng đoán đã được đặt ra về tình trạng bệnh tật của ông Kim Jong-un, về quyền lãnh đạo đất nước Triều Tiên rơi vào tay ai. Nhưng thực hư như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay. Kim Jong-un bị gút nặng vì nghiện format Thụy Sĩ. Đó là những dòng tít lớn xuất hiện trên hàng loạt các tờ báo Anh, trong đó có cả Mirror. Và họ có cơ sở để suy đoán vậy. Hồi tháng 7, ông Kim đã xuất hiện trên truyền hình với những bước đi tập tễnh trong ngày giỗ ông nội mình. Sau đó, hôm 30 tháng 9, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin bên trong Triều Tiên cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa mới được phẫu thuật mắt cá chân do ông đã tăng cân rất nhanh trong thời gian gần đây và hiện vẫn đang phải nằm viện. Giả thiết trên càng được củng cố khi Bình Nhưỡng cuối tháng trước chính thức thừa nhận lần đầu tiên rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng đang có một số vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng béo phì của ông. Bên cạnh đó, sự biến mất bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đang làm rộ lên tin đồn về cuộc đảo chính quân sự ở Triều Tiên. Trong tuần vừa qua, thông tin này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc khi có nhiều người tin rằng quân đội Triều Tiên đã lật đổ và bắt giữ ông Kim. Theo đó, ngày 30 tháng 9, New Focus International, cổng thông tin của cộng đồng người Triều Tiên sống tại nước ngoài, dẫn lời các cộng tác viên cho hay, Triều Tiên đã hạn chế ra vào thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 27 tháng 9. Sự khác biệt của lần này so với những lần hạn chế ra vào Bình Nhưỡng trước đây là nó áp dụng cho cả người dân bình thường. Tuy vậy, một số nguồn tin giải thích lý do của việc thắt chặt hơn các hoạt động ra vào lần này là bởi đây là khoảng thời gian diễn ra kỳ họp quốc hội tại Bình Nhưỡng. Cùng chung quan điểm này, tạp chí danh tiếng của Mỹ Time cũng cho rằng tin đồn về một cuộc đảo chính hoặc một sự xáo trộn về chính trị tại Bình Nhưỡng liên quan tới sự biến mất của ông Kim Jong-un nhiều khả năng chỉ là thất thiệt. Không có lửa thì sẽ không có khói. Rõ ràng, những tin đồn sẽ chỉ là thông tin thất thiệt nếu không được kiểm chứng. Song dư luận quốc tế có lý khi đặt câu hỏi về sự biến mất bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong thời gian gần đây. Theo thống kê, ông Kim Jong-un đã không xuất hiện trước công chúng suốt một tháng qua, khác hẳn với hơn 30 lần xuất hiện trong tháng 8, 16 lần xuất hiện trong tháng 9. Sở dĩ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được dư luận và truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm vì nhiều người cho rằng sức khỏe của nhà lãnh đạo này có liên hệ mật thiết với số phận của Triều Tiên. Song song với sự vắng mặt khó hiểu của ông Kim là sự xuất hiện cùng lúc khá bất ngờ của người quyền lực thứ hai ở Triều Tiên tại Hàn Quốc. Đó là ông Wang Pyeong-so,
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên. Cách đây 2 ngày, nhân vật số 2 trong quân đội Triều Tiên đã đến Seoul để dự lễ bế mạc ASEAN Games. Cùng đi với ông Wang còn có trợ lý cao cấp của ông Kim Jong-un là Cho Ryong-ha và Kim Jong-un, quan chức cao cấp của đảng lãnh đạo Triều Tiên, từng có nhiều năm tham gia vào các cuộc đàm phán với Hàn Quốc. Cho dù không phải là lễ khai mạc mà chỉ là lễ bế mạc, song sự có mặt của Phó Chủ tịch Hoang cũng là một sự động viên to lớn. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với sự quan tâm của nhà nước. Kim Jong Un vốn là người đam mê thể thao, đặc biệt là mê bóng đá và bóng rổ. Điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, mục đích thực sự của chuyến thăm này thì vẫn kín như bưng. Dư luận chỉ ngỡ ngàng khi hai miền Triều Hàn bất ngờ đồng ý nối lại đàm phán hòa giải vào hôm qua, ngày 4 tháng 10. Cuộc đàm phán này vốn bị ngừng trệ từ tháng 2. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi thể thao đang giúp hai miền Triều Tiên xích lại gần nhau và thúc đẩy quá trình hòa giải. Theo hãng tin Arirang của Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên đã có buổi ăn cơm trong phòng kín với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia. Một bữa cơm được xem là quy tụ toàn những quan chức hàng đầu. Lần gần đây nhất diễn ra cuộc gặp tương tự là vào năm 2009. 12 tháng qua đã chứng kiến hàng loạt sự kiện không hay gì giữa hai miền Triều Tiên, về thương mại và cả về số lượng các đợt phóng thử rocket, hỏa tiễn lên đến con số bất bình thường. Bởi vậy, trong bối cảnh dư luận quốc tế vẫn đang đặt câu hỏi về sự biến mất bí ẩn suốt hơn 3 tuần qua của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một số nhà phân tích cho rằng đây là cơ hội vàng để Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thẩm tra mức độ sẵn sàng của Triều Tiên ở cấp cao nhất, cải thiện mối quan hệ vốn đã lung lay. Trong lúc này, câu hỏi người đang thay ông Kim Jong-un điều hành đất nước cũng khiến dư luận quan tâm không kém. Tờ Ngoại giao có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản cho hay Kim Yo-jong có thể đang nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên thay anh trai mình trong thời gian ông này điều trị bệnh. Kim Yo-jong là con gái của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-in với người vợ là Kim Jong-hui. Kim Yo-jong được cho là đảm nhiệm vị trí chánh văn phòng của Đảng Lao động Triều Tiên từ đầu năm 2013, đồng thời là quản lý ban vận động và tuyên truyền của Đảng. Tờ Yong-ang Daily dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay Kim Yo-jong chịu trách nhiệm quản lý mọi kế hoạch của Kim Jong-un, kiểm tra quản lý đảm bảo an toàn cho mọi địa điểm mà Kim Jong-un sẽ có mặt. Khác với đệ nhất phu nhân Ri Son-ju, Triều Tiên không công khai nhiều hình ảnh của Kim Yo-jong. Giới quan sát cho rằng, vai trò của cô Kim Yo-jong cũng tương tự như đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Son-ju. Sự xuất hiện của họ bên cạnh Kim Jong-un trong nhiều sự kiện quan trọng nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng. Sự biến mất bí ẩn và rồi xuất hiện bất ngờ dường như là một chiến thuật mà Triều Tiên sử dụng từ thời ông Kim Jong-in, được tính toán một cách cẩn thận và phục vụ mục đích chính trị nhằm lợi dụng sự chú ý của truyền thông nước ngoài. Vì lẽ đó sẽ không quá bất ngờ nếu một ngày gần đây ông Kim lại đột ngột xuất hiện trước công chúng. Tới đây, chuyện Đông chuyện Tây hôm nay cũng xin khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại!